Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì kim chi muối bao lâu thì ăn được và cách bảo quản kim chi ngon nhất thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đây là kim chi mà công ty cho mình nè các bạn. Công ty mình mới vừa làm sản phẩm mới. Đó là kim chi ha. Bên cạnh cái việc là muối kim chi sao cho ngon thì kim chi muối bao lâu thì ăn được và cách bảo quản kim chi cũng là câu hỏi của rất là nhiều người, nên là hôm nay mình quyết định mình làm cái video này ha. Thì mình cũng có tìm hiểu sơ về kim chi á các bạn. Kim chi nó được chế biến từ phương pháp lên men nên khá nhạy cảm với nhiệt độ và không khí bên ngoài ha. Quá trình lên men nó sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ. Nếu mà nhiệt độ môi trường càng cao thì cái khả năng lên men nó càng nhanh đó các bạn. Còn nếu các bạn để kim chi mà tiếp xúc với không khí càng nhiều thì nó sẽ chua nhanh hơn. Ở Việt Nam của mình thì nhiệt độ trung bình vào khoảng 25 tới 30 độ C. Do đó thì kim chi có thể dùng sau 3 tới 4 ngày muối ha. Còn ở một số cái khu vực mà có nhiệt độ cao hơn thì chỉ tầm 2 ngày hoặc là 2 ngày rưỡi là có thể ăn được rồi. Thì trên là cái thông tin về kim chi muối được khoảng mấy ngày thì ăn được. Còn mình nói tới đây á, thì có nhiều bạn sẽ thắc mắc là vậy kim chi để được bao lâu đúng không? Đó, nếu mà ở nhiệt độ phòng thì kim chi để được 1 tuần sau khi mở nắp nha. Còn nếu mà mấy bạn để trong tủ lạnh thì kim chi sẽ giữ được lâu hơn, từ 3 đến 6 tháng và tiếp tục lên men ha. Kim chi có thể sẽ có vị chua hơn lúc ban đầu. Kim chi rất là phổ biến ở Hàn Quốc và thời gian gần đây á, thì cũng phổ biến ở Việt Nam của mình rồi ha các bạn. Tuy vậy thì cái nhiệt độ của Việt Nam nóng hơn nên là nóng hơn nhiệt độ ở Hàn Quốc á, nên là mình muốn kim chi á, thì mình có thể nhanh hơn ha. Còn cách bảo quản kim chi mà khi mấy bạn không dùng tủ lạnh thì mấy bạn nên đặt kim chi ở nhiệt độ phòng khoảng 20 đến 30 độ C ha. Trong môi trường thoáng mát và ổn định như vậy. Với cái cách bảo quản này á, thì kim chi sử dụng trong vòng 1 tuần là ngon nhất ha. Vì tiếp xúc với không khí á, kim chi sẽ lên men và nó nhanh hỏng với những cái ngày mà có nhiệt độ cao nè ha, rất là nhanh hỏng. Và khi mà mấy bạn để vào tủ lạnh á, thì có thể nếu mà mấy bạn không biết cách á, thì nó sẽ bị ám mùi nha. Bởi vậy khi mà mấy bạn muốn bảo quản trong tủ lạnh thì mấy bạn sẽ có những cái hộp đựng chuyên dụng hoặc là hộp kín khí ha. Và lưu ý là nên để 75 đến 80% kim chi thôi ha. Và nhiệt độ thích hợp nhất là từ 1 tới 3 độ C nha. Bởi vì ở nhiệt độ này thì nó sẽ làm chậm cái quá trình lên men và giữ được cái vị ngon đặc trưng của kim chi ha. Còn cái mẹo để bảo quản kim chi không có bị ám mùi đó là mấy bạn bảo quản kim chi trong lọ kính ha. Và trước khi đóng nắp á, mấy bạn dùng cái màng bọc thực phẩm, mấy bạn bọc cái phần miệng hợp lại ha, thì nó sẽ không có bị ám mùi. Thứ ba nữa là mấy bạn đóng chặt cái nắp lại ha, như vậy ha các bạn. Đó, và thứ tư đó là mấy bạn đặt cái hũ kim chi vào túi đựng thực phẩm và mấy bạn buộc kín miệng túi lại ha. Hoặc là mấy bạn còn cái cách thứ năm để kim chi không bị ám mùi ở trong tủ lạnh đó là mấy bạn đặt cái dĩa cà phê xay hoặc là cái bột baking soda vào để mà hút mùi kim chi ha. Và làm thế nào để biết kim chi của mình đã bị hỏng? Thông thường á mấy bạn, thì kim chi nó có cái vị chua và hăng tự nhiên nên rất là khó để phát hiện ra nó đã hỏng nếu mà mấy bạn xác định vào cái vị chua của nó ha,
cái vị của nó. Còn nếu kim chi không trong bình thường và không có mùi mốc nè, không xuất hiện nấm mốc thì vẫn có thể sử dụng được nha. Còn nếu mà mấy bạn phát hiện có cái dấu hiệu lạ như là kim chi có mùi khét nè, hoặc là chua hơn mức bình thường, hoặc là có mùi cồn, hoặc là xuất hiện nấm mốc, thì lúc đó là kim chi của mình bị hỏng rồi, mấy bạn đừng có nên ăn nha. Cuối cùng là mình sẽ nói về những cái nguy hiểm khi mấy bạn ăn kim chi hỏng nha. Tại vì độc tố trong nấm mốc nó có thể gây ra tình trạng như là buồn nôn nè, hoặc là tiêu chảy, suy hô hấp, tắc ruột, hoặc là đối với người có hệ miễn dịch yếu á, thì sẽ bị ngộ độc thực phẩm á các bạn ha. Nên là nếu hỏng rồi thì mình đừng ăn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.